Tất cả mọi người, tên tôi là Phan Thị Mạnh, sinh năm 1955. Hiện nay tôi đang sống tại xóm 5, thôn Khang Ninh, xã Bùi Lá Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tôi đang học khóa môn đồ họa trường Kinh Thánh Galilei khóa 2. Được học bài học này rất bổ ích cho chúng tôi. Qua sáng thế kỷ đến khải huyền, Đức Chúa Trời của chúng ta đã tạo dựng đến trời và đất, núi non và biển cả, tạo đến loài người từ bụi đất, tạo ra người nam và người nữ. Loài người đã phạm tội từ tổ phụ, đã bị sự đoán tổ phụ chúng ta và bị đoán phạt, và đoán phạt từ cơn đại hồng thủy. Chỉ Noe là người công bình đã được Chúa cứu cả gia đình 8 người vào tàu. Noe có 3 con trai. Con trai sinh ra được sinh sản ra loài người trên thế giới. Sinh ra dòng dõi công bình và Sệt sinh ra dòng dõi công bình và dòng dõi gian ác là từ Cain. Từ Thệt sinh ra Abraham. Abraham là người công bình, được Chúa lập giao ước với ông và đã hứa với ông là dòng dõi của ngươi đông như sao trên trời và như cát dưới biển. Abraham đã sinh ra Isaac là con trai duy nhất của ngài, và đã Isaac đã sinh ra Gia-cốp. Từ Gia-cốp thì có 12 người con trai. 12 người con trai là 12 tổ phụ. Joseph là người bị các anh mình bán xuống Ai Cập để làm nô lệ cho Pharaoh, nhưng được ơn Đức Chúa Trời và đã là người lãnh đạo ở trong xứ Ai Cập. Qua cơn đói kém thì gia đình Israel là Gia-cốp đã được Joseph đón về ở sống tại Gô-sen. Ở qua Gô-sen thì gia đình Gia-cốp đã sinh trưởng, khi đầu xuống đến được 70 người, sau sinh trưởng ra đông đúc thì Pharaoh đã là bắt dân này làm nô lệ. Khi Pharaoh cụ chết đi thì Pharaoh mới lên thì không hiểu dân Israel là ai cả, nhưng họ đã bắt làm nô lệ, và qua sự kêu khóc của kêu van của họ thì Chúa đã nghe và Chúa đã sai Môi-se là người dẫn dắt họ ra khỏi xứ Ai Cập. Khi qua đồng vắng 40 năm, Chúa đã dùng trù mấy và trù lửa làm phép lạ cho họ để che chở họ ban ngày và ban đêm. Khi đi qua sông Giô-đanh thì họ đã lột bỏ được tất cả những xác thịt cũ và những cái tội hư tật chủ cũ. Họ đã được bắp thêm bằng nước và loại bỏ con người cũ đi, và họ được đến vùng đất hứa đượm sữa và mật ong Chúa đã ban cho họ. Qua dân Israel cho chúng ta được rằng dân Israel ra khỏi Ai Cập cũng như hình bóng của Cơ Đốc nhân chúng ta ra khỏi thế gian. Cảm ơn Chúa và cho chúng ta biết được rằng Chúa Giê-xu đã vì tội lỗi của loài người mà Chúa đã sinh ra và lớn lên. Khi Chúa 12 tuổi thì Chúa đã trưởng thành, nhưng mà 30 tuổi thì Chúa mới thi hành chức vụ. Chúa đã thi hành chức vụ và đã chết trên cái thập tự giá để gánh tội lỗi cho loài người, vì loài người phạm tội. Khi Chúa đã chết thì Chúa đổ huyết xuống ra gánh tội lỗi cho chúng ta và ban cho chúng ta Đức Thánh Linh luôn luôn ở trong lòng chúng ta và dẫn dắt chúng ta. Tôi cũng học được qua bài này thì chúng tôi cũng học được những cái bài học các cơn phấn hứng và các cái ngày lễ trong dân Israel. Cảm ơn Chúa cho tôi đã được học lớp Kinh Thánh này. Cảm ơn cô Hằng đã tạo điều kiện cho tôi được học lớp này. Cảm ơn thầy Quân, cảm ơn thầy Dani và cảm ơn tất cả mọi người trong lớp đã tạo điều kiện cho tôi học lớp học này. Tôi thấy rất chi là bổ ích cho chúng ta. Mong mọi người ai chưa vào được lớp này thì xin cùng vào học để rồi tăng trưởng thuộc linh cho cuộc đời mình. Khi mình đi theo Chúa thì mình sẽ thể tăng trưởng mọi thuộc linh và nắm vững lời Chúa, nắm vững cái vũ khí của Chúa để thắng mọi quyền lực của thế giới tối tăm. Cảm ơn Chúa. Tôi xin hết. Xin Chúa ban phước cho mọi người. Amen.